một trung tâm nhận nuôi động vật ở Đức đang thử một cách tiếp cận mới để tìm nhà cho những con thú cưng bị bỏ rơi. Họ đăng hồ sơ của những con vật lên ứng dụng hẹn hò Tinder với hy vọng rằng những người cô đơn đang tìm kiếm tình yêu cũng có thể tìm trước cho mình một vài người bạn là một chú mèo hoặc một chú chó. Đây là mèo Captain Kirk với bộ lông đen trắng đang được nhân viên ở trung tâm nhận nuôi động vật ở Munich chụp hình để đăng tải lên ứng dụng hẹn hò khá phổ biến Tinder với mong muốn tìm cho nó một người chủ mới. Trung tâm này hiện đang cố gắng tìm cho nhiều con vật khác những người chủ phù hợp và một ngôi nhà tốt hơn bằng ứng dụng này. Bạn mong đợi tìm được một người bạn qua ứng dụng hẹn hò, còn chúng tôi đã thay đổi nó một chút và vì vậy mọi thứ trở nên thú vị hơn, vì những người dùng có thể ngạc nhiên khi tìm thấy một con vật. Chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tốt và đã có những cuộc đối thoại thực sự. Chắc chắn Tinder là lựa chọn đúng đắn. Trước hết, chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy nhà cho 15 con vật mà chúng tôi đã tạo hồ sơ. Chúng tôi cố tình không lấy những con mèo con mới sinh dễ thương nhỏ bé, mà chọn những con vật từng có đặc điểm lịch sử nào đó. Tôi hy vọng rằng những con vật này thực sự tìm được một người chủ mới phù hợp, có thể gắn bó với chúng dài hạn, chứ không phải chỉ là vài tuần. Ngoài ra, điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là không chỉ có những linh hồn cô đơn giữa con người, mà còn có rất nhiều những tâm hồn cô đơn giữa muông thú. Nhu cầu nhận vật nuôi tăng nhanh trong thời gian đại dịch do mọi người không tham gia các hoạt động xã hội và làm việc tại nhà. Ngoài ra, trong thời gian nới lỏng phong tỏa, số lượng vật nuôi không mong muốn được đưa đến trung tâm nhận nuôi động vật gia tăng. Khá đơn giản và rất vui. Tại sao lại cứ phải đăng những quảng cáo nhàm chán trên báo? Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tham gia với những người trẻ hơn. Chắc chắn là thế. Và cũng có những người lớn tuổi hơn trên Tinder. Đây là một xu hướng, một cách tiếp cận mới, đầy sáng tạo và chúng tôi chắc chắn ủng hộ. Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được một số cuộc gọi và mọi người nói rằng họ đã thấy những thông tin như vậy trên Tinder. Chúng tôi hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ và sau đó sẽ mời mọi người đến tìm hiểu. Chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi ở khắp mọi nơi. Nó liên quan rất nhiều đến kỳ nghỉ hè do Covid-19, vì mái ấm của chúng tôi đã quá giới hạn, không còn chỗ. Với một số loài vật, chúng tôi không thể biết tại sao chúng được đưa đến đây. Các lý do có thể là họ bị dị ứng với động vật hoặc chúng không còn phù hợp với hoàn cảnh của một số người. Đại dịch và kỳ nghỉ hè là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy quá tải khi phải nuôi thêm những con vật. Hiệp hội Bảo vệ Động vật Munich đã phối hợp với một công ty quảng cáo, chụp những bức ảnh chuyên nghiệp về những con vật nuôi và tải lên ứng dụng hẹn hò Tinder. Họ hy vọng rằng sẽ có nhiều người tiếp cận thông tin về chúng để những con vật tìm được người chủ mới thực sự yêu thương chúng.